Lật Mặt 6 chiếu tại 50 thành phố của Mỹ. Sau khi bùng nổ tại các rạp chiếu ở Việt Nam, Lật Mặt 6 sẽ được công chiếu tại 52 cụm rạp, 50 thành phố, 19 tiểu bang tại Mỹ. Từ ngày 26 tháng 5 với tên tiếng Anh Phase 4, The Ticket of Destiny. Theo đó, phim sẽ được chiếu ở nhiều tiểu bang của Mỹ như California, Washington, Texas, Michigan, Florida, Minnesota, Arizona, Massachusetts, Maryland, Oklahoma, Oregon, Hawaii, Utah, Virginia, Colorado, Georgia, Tennessee, Louisiana, Kansas. Tổng cộng, phim sẽ có mặt tại 52 cụm rạp ở Mỹ. Bên cạnh đó, đây cũng là phim Việt đầu tiên ra mắt tại Mỹ nhanh nhất chỉ sau 4 tuần từ khi khởi chiếu tại Việt Nam. Đây là lần thứ 3 series Lật Mặt được công chiếu tại thị trường Mỹ sau Lật Mặt 4, Nhà Có Khách 2019 và Lật Mặt 5, 48 giờ 2021. Chia sẻ về lần phát hành phim tại Mỹ này, đạo diễn Lý Hải cho biết, đó là niềm tự hào, hạnh phúc rất lớn đối với bản thân tôi cũng như ekip. Lý Hải mong rằng với Lật Mặt 6, đặc biệt là sự kỳ công phục dựng làng nghề chiếu truyền thống Định Yên, Đồng Tháp, anh mong muốn có thể tiếp cận và đưa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, điện ảnh, âm nhạc Việt Nam đi xa hơn, đến gần đối tượng khán giả người nước ngoài nhiều hơn. Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh đem đến một câu chuyện mới lạ xoay quanh nhóm 6 người bạn thân cùng lớn lên ở làng nghề làm chiếu truyền thống. Vì ma lực đồng tiền, họ đã vượt khỏi giới hạn lằn danh đạo đức để đào mộ người bạn đã chết nhằm truy tìm tấm vé số trúng 136,8 tỷ đồng. Rồi khi có tấm vé số trong tay, họ lại truy đuổi nhau để độc chiếm tấm vé đổi đời, kéo theo bao bi kịch cho chính họ và gia đình họ. Tính đến ngày 19 tháng 5, theo Box Office Việt Nam, phim đạt doanh thu hơn 255 tỷ đồng với 3 tuần liên tiếp đứng đầu phòng vé.